Vợ yêu à, em về đây sao không nói cho anh biết? Hôm nay anh uống nhiều bia quá, anh thấy vui lắm. Vui lắm. Xếp sầm Thái Lan. Aru, vật này biểu tượng cho cái gì vậy? Đây là vật tổ của Mạnh tộc ở Bắc Bích Phủ đó. Vậy thì bắt đầu từ chỗ này đi, ngày mai dẫn chúng tôi đi được không? Được chứ. Thái Lan, Mạnh tộc Bắc Bích Phủ. Xin chào, xin hỏi có phải cô quen biết Lệ không? Ừ. Uống trà trước đi. Dạ được, cảm ơn. Cho hỏi xưng hô cô thế nào? Tôi tên là Tống Thị Tuyết. Mọi người đều gọi tôi là dì Tuyết. Dì Tuyết. Dì Tuyết. Dạ chào dì Tuyết. À, tôi là Anna. Đây là Lucia. Đây là Joe. Dì Tuyết à, cho hỏi có phải dì quen biết Lệ và bạn trai của cô ấy không? Cô muốn tìm nó để làm gì vậy? Anna muốn kiểm... kiểm chứng một số dữ liệu để chuẩn bị xuất bản sách. Chúng tôi đều đang theo học nhân loại học ở trường đại học, đang nghiên cứu Mạnh tộc của Thái Lan. Trước đó chúng tôi có lên núi tìm hiểu phong tục tập quán của Mạnh tộc, nên biết được bạn trai của Lệ là người Mạnh tộc. Vì vậy muốn tìm anh ấy để làm bài nghiên cứu, để hiểu bộ tộc nhiều hơn. Tôi rất muốn giúp mọi người, nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc gì chứ? Vào khoảng 7-8 năm trước, có một người Hồng Kông tới Thái Lan mở công ty. Hắn dụ dỗ chúng tôi đầu tư, kết quả là hắn gạt hết tiền của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi tìm vài thanh niên Mạnh tộc thay mặt chúng tôi bay đi Hồng Kông, giúp chúng tôi tìm ra hắn ta đòi lại tiền. Bạn trai của Lệ là A Đạt, là một trong số đó. Không những không lấy lại được món tiền, A Đạt thật là vô cùng xui xẻo, bị đội phi hổ nổ súng, giết chết ngay tại chỗ. Cuối cùng, còn không vận chuyển xác về đây được nữa. Dì Tuyết à, A Đạt mà dì nói họ tên đầy đủ có phải là Tống Đạt không? Đại đa số người của Mạnh tộc chúng tôi đều họ Tống hết. A Đạt rất tốt bụng. Lệ thì đến từ phố Người Hoa ở Bangkok. Sau khi biết được A Đạt, hai người có em bé. Họ dự định sau khi em bé chào đời thì sẽ làm đám cưới. Thật là không may, hai người cùng nhau đi Hồng Kông. Cuối cùng chỉ có một mình Lệ quay về thôi. Lần sau em lại đến giếng anh. Vậy sau này Lệ như thế nào? Lệ không giữ được đứa con trong bụng của A Đạt. Bà ngoại của A Đạt nghe tin Đạt chết, không chịu được sự đả kích, sau đó cũng tự tử chết luôn. Lệ không muốn nhìn thấy lại đau lòng, cho nên mới rời khỏi nơi đau thương này. Vì có biết là sau đó Lệ đã đi đâu không? Trước khi nó rời đi, không có nói là sẽ đi đâu hết, cũng không có ai có tin của nó.
À, cho tới 2 năm trước, Lệ và chồng của nó có quay về đây thăm chúng tôi. Chồng của nó đó là người Hồng Kông. Hai người họ ăn mặc sáng sủa, xem ra Lệ đã lấy được người chồng tốt. Lệ kêu tôi tập hợp tất cả những người năm xưa từng bị gạt tiền, nói để giúp họ lấy lại được món tiền, còn trả cả vốn lẫn lời cho tất cả mọi người nữa. Kẻ đó gạt tiền giúp tôi lâu như vậy, sao đột nhiên lại trả tiền chứ? Tuy là Lệ không chịu thừa nhận, nhưng mà tôi biết số tiền đó nhất định do hai vợ chồng tự bỏ tiền túi ra. Sau khi họ trả tiền cho người dân, hai vợ chồng còn ở lại nhà trọ của tôi một thời gian. Tuy chồng của nó nhìn thì có vẻ đẹp trai, nhưng mà con người cậu ấy rất lạ. Suốt ngày cắm đầu vào máy tính bảng lên mạng, không chịu rời tay. Còn Lệ thì cứ như búp bê sinh đôi vậy, dính chặt lấy cậu ta. Chồng của nó còn chơi wifi ở nhà trọ chậm, nên có hỏi mượn máy tính của tôi, nói là cho nó lên mạng trực tuyến còn hay hơn gì đó. Họ ở lại nhà trọ của tôi khoảng 10 mấy ngày mới về lận. Trước khi họ rời đi, Lệ còn cho tôi thêm một món tiền. Tôi vốn không có muốn nhận đâu, nhưng mà Lệ nói muốn cảm ơn tôi năm xưa giúp A Đạt chăm sóc bà ngoại của A Đạt, cứ phải đưa tiền cho tôi. Lệ mất đi A Đạt và đứa con, nó cũng coi như tìm được người chồng tốt. Tôi thấy chồng nó thương nó như vậy, gia cảnh lại không tồi, thời kỳ cực khổ của Lệ cũng đã qua rồi. Còn tôi nhận được món tiền lớn của nó, cũng phải làm chút gì cho nó mới được, nên mới định kỳ tới nhà nó tưới cây và dọn dẹp nhà cửa đó. Dì Tuyết à, bộ máy tính mà trước đó chồng của Lệ từng sử dụng, dì còn giữ không? Lệ cho tôi nhiều tiền như vậy, dì muốn tôi nghỉ hưu và ăn hưởng tuổi già. Tôi thấy khu này cũng không có nhiều khách, cho nên quyết định nghỉ không làm nhà trọ. Chỗ này lâu rồi không có ai ở nữa, còn đồ đạc thì tôi đã dọn đi hết rồi. À, bộ máy tính và một số đồ gia dụng tôi cất ở trong phòng kho nè. Nếu cô cậu không thấy ngại, có thể vào đó tìm thử xem. Ở đây nè, cũ như vậy có bị hỏng không đó? Dù thế nào thử trước đi đã. Yes. Làm xong rồi, có thể bắt đầu được rồi. Chà, nhanh vậy, anh có rửa sạch không hả? Đừng có để một lát nữa bắt em rửa lại, phí thêm công sức đó nha. Sạch tới nỗi em soi gương cũng còn được nữa đó. Để trước đó anh không có thời gian cùng em đi ra rạp chiếu phim để xem phim, cho nên hôm nay hai người chúng ta ở nhà bao sân. Ý, còn thiếu một thứ nữa. Trời, lại còn set đồ ăn nữa đó hả? Đã nói là bao sân rồi mà, tất nhiên phải có set đồ ăn rồi. Em mở rồi, còn có mấy massage thịt người. Thoải mái lắm đúng không? Nói, tại sao vừa rửa chén vừa làm đủ thứ trò? Nếu không thì làm sao là một người chồng đa năng chứ? Nào, phiên bản tắt điện thoại đi nào. Anh à, rồi, coi phim. Anna gọi cho anh mà sao anh không bắt máy? Vụ án điều tra xong rồi, gọi tới cũng không có chuyện gì quan trọng, chút nữa mới trả lời sao? Xem ra có chuyện quan trọng thật đó, hay là anh bắt máy trước đi, coi trễ vài phút cũng được mà. Được thôi. Alo. Có phải là thật không? Được rồi, tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy? Anna nói hung thủ vụ sát khổ không phải là Quỷ Đông Hải, cô ấy tìm được manh mối mới ở bên Thái Lan.